còn hẹn áo trắng vũ quy, có còn vui nhắc câu thề, còn thắm thiết hay biệt ly. Nếu biết gia đình nhà tôi nghèo, hỏi rằng người ấy nghĩ làm sao, có còn hơn rồi lúc xa nhau, có còn như lúc ban đầu, còn thắm thiết hay tình phai. Tôi phải không em, hãy trả lời anh đi, hãy trả lời anh đi, trả lời đi em, đừng nhận tâm làm thi. Hãy subscribe.